Chào mừng các bạn đã trở lại kênh với Tân Food. Hôm nay mời các bạn cùng vào bếp với mình để làm món cơm rượu nếp thang nha. Món ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn. Cơm rượu khi thành phẩm á, nó thơm phức luôn các bạn. Nước thì trong veo nè, có màu tím tự nhiên từ nếp thang. Món ăn có vị ngọt thanh nè và cay nồng nhẹ. Và cách làm cơm rượu nếp thang nó cũng tương tự như cơm rượu nếp trắng vậy. Chỉ có một vài lưu ý nhỏ để khi thành phẩm cái phần vo viên này của mình nó không có bị nát. Nếu thích món cơm rượu nếp thang này, xin mời các bạn cùng thực hiện với mình nha. Và phần nếp thang mình chuẩn bị đây là 400g. Cái này là nếp thang nha các bạn. Nó cũng tương tự như nếp cẩm, nhưng nó được trồng ở phía Nam. Và cái hạt nó nhỏ hơn nè. Và nó tím đậm nguyên hạt luôn. Và nếp cẩm thì thường được trồng ở các vùng núi phía Bắc. Cái hạt thì nó to hơn. Và trên mỗi hạt nó thường nó có hai màu. Nó vừa màu tím và nó vừa có một phần màu vàng sậm nữa. Và các bạn dùng loại nào cũng được nha. Không có nếp thang thì mình dùng nếp cẩm. Mình thấy nếp cẩm thì nó dẻo và ngon hơn nếp thang nữa đó. Và nếu làm cơm rượu mà chỉ dùng nếp than không á, thì cái phần vo viên á, khi thành phẩm nó sẽ bị nát. Nếu các bạn không cần vo viên á, thì mình không cần pha nếp trắng. Mà nếu các bạn muốn làm cái món cơm rượu mà vo thành từng viên tròn thì mình nên pha cho kèm với nếp trắng á, thì nó có độ dẻo thì nó mới kết dính được nha. Và mình dùng 400g nếp than thì mình sử dụng 200g nếp trắng nè. Nếp trắng thì các bạn sử dụng loại nào cũng được. Cái này là mình dùng nếp Thái. Tổng hai loại nếp là 600g nè. Các bạn sẽ đem vo rạch sạch trước, xong rồi mình sẽ ngâm sơ khoảng 30 phút. Do mình nấu bằng nồi cơm điện đó, mình không cần phải ngâm lâu. Nếu không có thời gian, các bạn không cần ngâm cũng được. Mình chỉ cần vo sạch để cho nó ráo bớt nước á, mình cho nồi nấu luôn. Nếu có thời gian thì mình các bạn ngâm trước khoảng 30 phút. Sau khi mình ngâm 30 phút xong nè, mình xả lại và để cho nó ráo nước. Sau khi nếp nó ráo bớt nước á, mình cho vào nồi nấu luôn. Và nấu cái này á, là nếp than thì cái lượng nước sẽ nhiều hơn nếp trắng bình thường. 600g nếp thì mình dùng luôn 600ml nước. Cái lượng nước nó sẽ dư trên mặt hơn một chút xíu do so với mình nấu mà nếp trắng để làm cơm rượu đó các bạn. Và nấu nếp để làm cơm rượu thì thường nó sẽ hơi nhão hơn là mình làm xôi. Sau khi cho hết vào nồi rồi mình đóng nắp, bấm nút nấu bình thường như nấu cơm, không cần phải nấu chế độ nấu nếp gì cả. Và sau khi nó đã chuyển qua chế độ hâm nè, các bạn tắt nồi luôn. Mình không cần phải để nút hâm luôn. Các bạn mở nắp ra mình đảo đều lên. Nếp đã chín mềm rất là ngon luôn đó các bạn. Mình trộn nếp trắng chứ mình nấu xong nó cũng ra màu của nếp than hết à. Mình đảo đều lên xong á, các bạn đậy nắp lại và ủ trong nó khoảng từ 5 tới 10 phút nha. Chỉ ủ bình thường không cần phải bấm nút hâm luôn nha các bạn. Sau khi mình đảo đều lên nè, mình đóng nắp lại, không cần bấm nút, không cần ghim điện gì cả. Cứ để nó đây từ 5 tới 10 phút. Sau khi mình đóng nắp để ủ hơn 5 phút rồi nè, trong lúc này mình có thể đem ra ngoài luôn được rồi. Xôi lúc này nó đã rất là dẻo mềm, rất ngon luôn đó. Các bạn có thể chuẩn bị một cái khay, mình lót thêm miếng giấy nến nha, để mình dễ dàn trong cái lúc mà rắc men hơn. Mình cho hết cái phần nếp mình đã nấu xong nè, cho ra đây luôn. Và mình dàn đều ra hết cái khay luôn. Các bạn dàn đều ra cho nó nhanh nguội. Và là mình sẽ vô men trong lúc mà cái phần cơm này nó còn hơi ấm ấm là tốt nhất nha các bạn. Cũng có thể để nguội nhưng mình thấy nó còn hơi ấm ấm á, mình vô men thì nó dễ lên men hơn. Mình không có vô men được trong lúc còn nóng nha, men nó sẽ bị chết á. Mình để phần này qua một bên, mình đi chuẩn bị men luôn. Men này là men ngọt, men để làm cơm rượu đó các bạn. Các bạn có thể mua ở những chỗ bán gạo nếp á, là thường người ta có bán cái này nè. Một viên nguyên á, thường nó là 1g đó. Thì này mình dùng là 600g nếp thì là 6 viên. Đem cà nhuyễn luôn. Là 600g nếp là mình dùng 6 viên men là tương đương với 6g đó. Mình cà cho nó thật là nhuyễn luôn. Các bạn cũng có thể cho qua cái rây mịn á, để đảm bảo men này nó nhuyễn. Để nó không có bị, khi mình rắc men nó không bị chỗ nó dính cục á, thì nó dễ bị đắng á. Nè, nó có những cái này mình cà chưa nhuyễn nó to nè. Mình làm cho nó nhuyễn luôn.
Xong phần men mình cũng chuẩn bị đây là nửa chén nước. Nước này là nước nấu sôi để nguội, nguội hoặc còn hơi ấm ấm cũng được. Mình thêm vào đây một muỗng cà phê muối, khuấy đều để làm nước mình thấm tay trong lúc mà mình vo viên đó. Và sau khi mình chuẩn bị xong tất cả thì mình có thể qua kiểm tra lại phần cơm, nó còn hơi ấm ấm là mình có thể vô men được. Các bạn để bên ngoài khoảng từ 10 tới 15 phút, mà tránh đừng mình không có để gần cái quạt nha, nó bị khô á. Nó còn hơi ấm ấm là các bạn rắc đều men lên nè. Mình đừng có rắc dày quá nha. Rắc men này thì càng đều càng tốt. Các bạn cũng có thể rắc men lên là mình dùng tay mình trộn cũng được. Nhưng mình thấy làm theo cách này thì nó đơn giản và nó dễ. Nè, rắc đều một mặt xong, các bạn úp cái phần nếp này lại gấp đôi lại. Giống y như cái mình làm cơm rượu nếp trắng mà mình đã chia sẻ rồi đó. Các bạn có thể lấy tay mình ấn mạnh xuống cho nó chặt lại luôn, một tiếng nữa mình vo viên sẽ dễ hơn. Sau khi gấp đôi lại xong nè, mình gỡ cái lớp giấy nến ra luôn để mình rắc ở trên mặt này. Đây là lý do là mình lót miếng giấy nến đó để cho mình dễ làm đó. Các bạn cũng rắc đều y như cái mặt kia. Giờ mình rắc đều xong á, các bạn sẽ trở qua cái mặt bên dưới đó, là mình rắc đều tất cả hai mặt với nhau luôn. Nè, mình úp trở lại lấy cái mặt bên kia. Tiếp tục rắc đều nữa là mình có thể vo viên được rồi. Sau khi rắc hết tất cả, nó có thể nó sẽ dư một ít men đó, thì các bạn cứ để lại nha. Một tí nữa mình vo viên xong á, mình cho vào cái dụng cụ ủ rồi mình rắc lên sau. Nè, mình chừa lại một ít nè. Để vo viên thì các bạn nên rửa tay sạch và mình lau khô. Xong rồi mình lấy một ít cái nước muối mà mình làm lúc nãy đó, mình thấm tay để nó không có bị dính tay. Nó có hai công dụng, vừa không dính tay mà vừa để sát trùng á, thì ở trong đây nó sẽ dễ lên men hơn. Các bạn có thể dùng một cái muỗng này mình múc một lần và mỗi một viên khoảng một muỗng canh hơn. Nó mình vo lại nó càng to, vừa to hơn đầu ngón tay cái là được rồi. Các bạn cứ vo chặt tay không sao đâu nha. Mình vo chặt tay thì nó không có bị bể trong lúc khi nó thành phẩm á. Cái này mình có trộn với nếp trắng nên vo rất là dễ. Nếu các bạn không có trộn với nếp trắng thì phần vo viên này hơi khó. Lúc này thì vo được nhưng mà tới lúc mà thành phẩm nó cũng bị nát thôi. Mình phải kèm thêm nếp trắng thì khi thành phẩm nó mới còn nguyên cái viên được. Nếu mà các bạn không có muốn vo viên mà làm mà theo kiểu mình cho vô đây mình ủ luôn á, không cần vo viên á, thì mình không cần pha nếp trắng cũng được luôn nha, không sao cả. Còn các bạn muốn vo viên giống như vậy mà khi thành phẩm nó còn nguyên viên thì mình phải pha nếp trắng. Cái phần nước thấm tay khi nào các bạn thấy dính tay thì mình cứ thấm thêm nước không sao cả. Tiếp tục mình làm cho vo viên cho hết cái phần còn lại nè. Mình xếp đều hết vào trong đây. Và các bạn nên chừa cho nó có một cái lỗ trống á, để mình dễ kiểm tra là nó có ra nước hay không. Tại vì làm cơm rượu nếp thang này cái phần hên xui nó cũng cao lắm các bạn. Sau khoảng 48 tiếng là mình nên kiểm tra xem nó có ra nước hay không, để mình nấu thêm nước đường mình cho vào. Cái phần men mà dư còn lại á, các bạn rắc đều lên trên luôn. Thường thì cơm rượu nó tự ra nước thì nó cũng ít. Nếu các bạn muốn nước nhiều giống như ở ngoài chợ người ta bán á, thì mình cũng phải nấu nước đường mình cho vào thêm. Mình rắc hết phần men còn lại rồi. Và cái chén nước muối lúc nãy mình để thấm tay đó, các bạn nhúng cái tay vào mình búng lên trên mặt á, cho nó thấm đều hết một chút xíu là được. Mình chỉ búng sơ thôi chứ mình không có chế cái nước này vô nha các bạn. Mình búng cho nó thấm đều trên mặt là được. Mình chỉ cần búng cho nó ướt đều, ướt sơ thôi. Còn nước dư bao nhiêu thì mình bỏ đi, không cần phải xài hết cái nước đó. Mình búng nước xong thì các bạn, nếu mà cái nắp đậy các bạn nó kín hơi thì mình không cần phải trải khăn. Còn cái nắp của mình nó không có được kín hơi đó, mình trải một tấm khăn sạch lên rồi mình mới đậy nắp. Và sau khi mình đậy nắp đậy xong, các bạn có thể cho phần này vào trong cái ngăn tủ nè, hoặc cái chỗ nào nó tránh ánh sáng á thì nó dễ lên men hơn nha. Cái cơm rượu nếp thang thì nó có ít màu tím đậm rồi, còn cơm rượu nếp trắng á thì mình mới cần cho vào chỗ tối để mà cái phần cơm thành phẩm nó trắng hơn.
Dạ thường sau 3 ngày là khoảng 72 giờ là nó thành phẩm là mình có thể dùng được. Nhưng mà do cơm ruột nếp tan nó sẽ khó ra nước hơn. Sau khoảng 48 tiếng các bạn thể mở ra thử, nếu mà thấy đã có nước rồi thì thôi. Còn không có nước thì mình nấu nước đường mình cho vào thêm nha. Và đây là phần cơm ruột nếp tan mình đã làm 3 ngày rồi nè các bạn, là 72 giờ đó. Mình đã xem thử nó đã có nước nên mình không cần phải nấu nước cho thêm nè. Và cái lượng nước thì nó như vậy. Nếu mà các bạn thích nước nhiều thì mình vẫn có thể nấu nước đường cho vào thêm. Cái này là nước tự nhiên từ trong cơm nó ra luôn các bạn. Nước trong veo luôn đó. Có cái màu tím rất là đẹp luôn nè. Khi các bạn nếm thử nó sẽ có vị ngọt thanh tự nhiên và hơi cay nồng nhẹ. Nếu mà mình thích nước nhiều hơn thì mình có thể nấu thêm nước đường cho vào nha. Và cách nấu thì là 500ml nước là nấu với 100g đường và nên dùng đường phèn. Mình nấu cho nó tan đường, chờ nó nguội còn hơi ấm ấm mình sẽ cho vào trong đây. Sau 12 tiếng là có thể dùng được như bình thường. Cơm rượu này nó sẽ tùy thời tiết khoảng 3-4 ngày. Khi các bạn kiểm tra mà cái độ cay nồng nó vừa ý rồi thì mình cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản dùng dần nha. Đây là cách làm cơm rượu nếp than của mình mà mình thấy nó ngon và rất là vừa ý. Nếu các bạn có cách nào hay hơn có thể góp ý với mình ở phần bình luận nha. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.